Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video, anh em nhớ like, share, cập nhật cho clip tiếp theo kênh mình nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về cái size 10.000 cổ phiếu Sahara. Khi tất cả bạn nào có cổ phiếu Sahara, đó là một cái quyền lợi cho tất cả các bạn rất là nhiều luôn nha tất cả các bạn. Hiện bây giờ còn 50.000 cái đi nữa, các bạn cố gắng mà đăng ký sớm các bạn để nhận được 10.000 cổ phiếu Sahara. Khoảng là tương đương với khoảng 1.000 đô đó. 1.000 đô này công ty cho giao dịch thì tất cả các bạn có thể giao dịch tài khoản live của tất cả các bạn chứ không phải là ấy. Hiện bây giờ cũng có rất nhiều nhà đầu tư bỏ tiền ra mua cái cổ phiếu Sahara này nè, mà hiện tại công ty tặng miễn phí cho các bạn, lẽ nào mà các bạn không chơi thì rất là đáng tiếc nha tất cả các bạn. Đây nè, giao dịch quốc tế Sahara nè. Thì Sahara thì nó gồm bao gồm những các lĩnh vực kinh doanh của công ty Sahara này nha tất cả các bạn nè. Có thể tốc cần này, có thể Sahara hợp với công ty tiền tệ của đô la Mỹ này nha tất cả các bạn. Rồi nè, kinh doanh với bất động sản nữa nè. Hai nè, có thể thanh toán, Sahara có thể thanh toán qua thẻ liên kết credit card bank. Thì thường công ty thì những cái thẻ tiếp cạc này thì có hai em chủ lớn, đó là Mastercard và Visa. Thì thường mấy thẻ đó thường quan tới thanh toán trong quốc tế nha tất cả các bạn. Đây thì Sahara nó có kinh doanh những cái đồng tiền này nữa. Rồi tiền điện tử nữa nha các bạn, có thể là trao đổi qua BTC, ETH, chợ USDT, là ba cái loại tiền này là rất có, là ba cái token này rất là có giá trị nha tất cả các bạn. Mặt thứ năm đó nè, ứng dụng công nghệ, đưa vào ứng dụng công nghệ 3.0 nha tất cả các bạn. Ồ, sẽ có một trên cái app đó nè, email, password. Ồ, và tăng nền tảng thương mại điện tử nữa nè các bạn, là có thể là chay đánh như là BO đó. Cái này thường người ta kêu là gọi là Binance nếp xanh các bạn. Thứ bảy nè, nền tảng kim cương nè, có thể kinh doanh với mua bán vàng kim cương nè các bạn, rất là tuyệt vời luôn nè. Cổ phiếu SR này nè các bạn, hiện tại mình đang hưởng là đang nắm giữ cổ phiếu này nè. Rồi có thể kinh doanh với hãng hàng không nữa nè các bạn, Sahara nè. Gọi này là Smart Invest này là 2020 này, là có nghĩa là các dự án thông minh này là mình đầu tư cái cổ phiếu IMR là Sahara nha tất cả các bạn. Trong 12 năm thời điểm đưa ra thị trường năm yếu tố, thì một invest này nghĩa là mình đầu tư có thể x3 x5 tài sản của mình trong một tháng nha tất cả các bạn. Ví dụ như các bạn có 1.000 đô các bạn đầu tư vô thì sinh lãi hàng ngày là ta kêu là quá trình mua Bitcoin, gọi là khách đầu tư chứng khoán Sahara được nữa. Đây thì mình sẽ để một cái link này cho tất cả các bạn vào mà tham khảo nha các bạn. Chứng khoán điện tử Sahara khai thác rất là ngon luôn các bạn. Đây thì có những gói đầu tư nữa, hiện tại đang trong giai đoạn 1 là giai đoạn khuyến mãi. Các bạn đầu tư 1.000 cổ, các bạn mua 1.000 cổ phiếu IMR này, nó có thể tặng cho tất cả các bạn thêm 1.000 cổ phiếu nữa. Cổ phiếu của phần IMR nó là 1.500 đó chứ đó. Là cứ nhân lên các bạn, bên cái một ấy để chúc mình hướng dẫn cho tất cả các bạn. Đây là lợi nhuận trả lãi 100% USD thời hạn ngày 1 và ngày 16 hàng tháng. Thanh toán tháng 2 lần. Rồi. Một cái lợi thế đặc biệt của Sahara này là các bạn có thể swap cái token IMR này qua ETH, USDT, BTC như thế các bạn. Còn đây thì lợi thế của các bạn là khi các bạn đã đăng ký, các bạn chia sẻ cái link ghép, các bạn sẽ nhận được hoa hồng từ 2F nha tất cả các bạn. Hoa hồng sẽ trả bằng USD, trả lại với chút ngay, trả về với chút wallet nha các bạn, ngay khi có điều kiện hoa hồng trực tiếp. Điều kiện 2F1, điều kiện này 2F1 là phải đầu tư bao nhiêu ta,
đây cái tấm hình này nó không rõ, đây hồi mình qua bên cái giao diện của web mình mới biết được các bạn. Ừ, rất là tuyệt vời luôn các bạn. Mình có để một cái video đăng ký, một cái bài viết và kèm theo cái video đăng ký liên hướng dẫn sàn đây nè các bạn. Thì mình trở lại cái sàn cho tất cả các bạn coi nha các bạn. Nha các bạn, Sahara là một lĩnh vực kinh doanh rất là lớn trong nền thương mại điện tử năm 2020 này nha các bạn. Các bạn cố gắng mà đăng ký hiện tại trong thời gian khuyến mãi này các bạn. Đây thì các bạn có thể swap nè, withdraw nè các bạn, transfer luôn nè. Transfer là có nghĩa là chuyển tài khoản cho mấy cái này, có thể là mình chuyển tài khoản cho một cái tài khoản thứ hai. Mấy cái này thì quá dễ rồi, ăn thua được một withdraw thôi. Rồi withdraw thì nữa các bạn nhấp vào các bạn ấy, thì khi nào mà cái token Sahara này nó cho mình ấy đi, mình sẽ làm hơn một cái video hướng dẫn các bạn rút tiền nữa các bạn. Đây thì các bạn ghi việc cái này là một cái sàn giao dịch của Sahara thôi các bạn, swap.sahara.com. Còn cái sàn đăng ký thì mình trở về cái sàn Sahara các bạn. Cái sàn này là cái sàn swap Sahara, còn cái sàn web kia là sahara.com các bạn, để các bạn nhầm lẫn á. Rồi ok, như vậy mình đã trở lại một cái sàn sahara.stock.com nha tất cả các bạn. Đây thì sahara.stock.com nè. Sahara rằng người chỉ được phép tạo một tài khoản để hoàn thành KYC, bên cạnh đó chúng tôi chỉ tặng tối đa là 1 tỷ cổ phiếu Sahara thôi các bạn, có thể lên tới là 100 triệu USD. Đây là 100.000 rồi nè, đây 3 số 0 100 triệu USD nè, miễn phí cho cộng đồng toàn cầu. Khi con số này đạt, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp cổ phiếu Sahara miễn phí. Việc đăng ký tài khoản về vấn đề chuyển đổi Sahara được cung cấp thành BTC và ETH USDT có thể rút được trong tương lai các bạn, trong công bố gần đây. Đây nè, ID IMR đại diện cho cổ phiếu Sahara đang bắt đầu kết danh sách mã thông báo Sahara trên CoinMarketCap, thì nó sẽ ra một cái sàn giao dịch, nhiều sàn giao dịch tiếp theo các và các nền tảng trao đổi mã thông báo lớn, trong do đó chúng tôi cập nhật theo dõi từ Sahara. Đây thì các bạn đăng ký mình vào mà đọc hết cái dự án này, đọc hết cho kỹ nha các bạn. Rồi đây mình đóng đi, mình đăng nhập lên. Đây thì mình qua gói đầu tư nè các bạn, để mình coi gói đầu tư cho các bạn. Các bạn hiện tại bây giờ các bạn có thể đầu tư 100 ETH, các bạn sẽ nhận thêm 1.500 IMR BOY. Giá hiện tại của cổ phiếu IMR này là 0.1 đô cho một IMR như thế các bạn. Các bạn đầu tư 3.000 đô thì nhận được 4.500, nhận thêm tiền thưởng là 45.000 IMR nữa nè. Rất tốt. Ồ, hy vọng cả là được 0.2 là các bạn có tài sản, 5 tài sản. Rồi các bạn nào chưa KYC thì bấm vào một hồ sơ nữa các bạn, qua một nhấp vào một KYC, tải lên bức ảnh giấy chứng minh, bức ảnh của mình và một ảnh giấy chứng minh nhân dân mặt trước cho anh như sau, là các bạn bấm một update là gọi các bạn, theo từ 1 đến 3 ngày nó sẽ cập nhật, nhớ chụp cho sáng nha các bạn, tải phần mềm HD về nha các bạn. Qua một ví tiền này nó thì các bạn có cái đồng IMR nó cho rút thì các bạn nhấp vào rút tiền thôi nè, các bạn chọn vào IMR nữa rút thôi, có gì không à. Đây thì mình đã nhận được cái cổ phiếu nhỏ nha các bạn, 1.000 nè, 1.000 tùm lum hết trơn nè. Thôi vì mình không có muốn phe cái tài khoản của mình nên mình che các bạn. Và hiện tại trong thời gian khuyến mãi các bạn chỉ nhấp vào một mạng nha các bạn. Ê, mạng này là app của mình, vào một bảng điều khiển nha các bạn. Chưa ta. Các bạn bấm vào một điều khiển nữa các bạn lại copy cái link ghép này giới thiệu để nhận thêm 1.000 token nha các bạn, 1.000 token IMR nữa để phát triển hệ thống nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào giá tiền xu của IMR nữa, nó có hiện bên đây nha các bạn, 0.01 IMR chốt đây, vậy video mình kết thúc nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.